Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác. Dân số lão hóa của Úc gia tăng hàng năm và trở nên đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ hơn bao giờ hết. Với sự thay đổi về nhân khẩu học này, nhu cầu điều chỉnh các dịch vụ chăm sóc cao niên và chăm sóc giảm nhẹ của Úc đã xuất hiện. Theo cuộc điều tra dân số năm 2016, có 37% người Úc lớn tuổi sinh ra ở nước ngoài, tương đương 1,2 triệu người, và cứ 6 người Úc cao tuổi thì có một người nói ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh ở nhà. Bà Violet Platt là giám đốc Hiệp hội Chăm sóc Giảm nhẹ Victoria cho biết các quan điểm văn hóa khác nhau đối với tuổi già, bệnh tật và cái chết đã thúc đẩy việc điều chỉnh mô hình chăm sóc của mình cho phù hợp với một số quan điểm văn hóa. We all come from such different backgrounds and our culture and our spiritual. Tất cả chúng ta đều đến từ những hoàn cảnh khác nhau, nền văn hóa cũng như niềm tin tâm linh của chúng ta thực sự ảnh hưởng đến cách chúng ta tiếp cận việc lão hóa. Một số người sử dụng ngôn ngữ khác hoặc chọn trải nghiệm nỗi đau khi họ tin rằng đó là ý muốn của Chúa, là họ phải chịu đau đớn và không nhất thiết phải báo cáo về sự đau đớn, hoặc có cách tiếp cận khác, khá khắc kỷ, và khuôn mặt của họ không biểu hiện một chút gì đau đớn. Chăm sóc giảm nhẹ hay chăm sóc cứu đời là một phương pháp cải thiện chất lượng cuộc sống của bệnh nhân mắc bệnh nặng và thường đe dọa đến tính mạng. Bà Blass cho rằng điều quan trọng là phải giáo dục những người có thể bị kỳ thị hoặc sợ hãi liên quan đến chăm sóc giảm nhẹ. Người ta lo sợ về ý nghĩa của các từ này, và nhiều người nghĩ rằng nếu bạn được đề cập đến chăm sóc giảm nhẹ hoặc chăm sóc cuối đời, thì có nghĩa là bạn sắp chết. Thực ra bạn có thể được chăm sóc giảm nhẹ từ rất sớm trong hành trình chữa bệnh của mình và sống theo cuộc sống tốt nhất của mình. Điều đó không có nghĩa là cái chết hoặc tử thần sắp hiện ra. Và từ đó, một số nền văn hóa thậm chí không nói đến hoặc không muốn thừa nhận. Với dân số người cao tuổi ngày càng tăng nhanh ở Úc, nhiệm vụ chăm sóc cá nhân hóa này không hề dễ dàng. Dữ liệu hiện tại cho biết, đến năm 2026, hơn 26% người Úc ở độ tuổi trên 65 tăng từ mức 16% vào năm 2020. Trở lại đầu những năm 1970, tỷ lệ này chỉ ở mức 8,3%. Bà Black cho biết, dù thế nào đi nữa, ưu tiên của họ là cung cấp dịch vụ theo cách tiếp cận nhạy cảm về văn hóa, lấy bệnh nhân làm đối tượng phục vụ. Chúng tôi có những người có nguồn gốc văn hóa đa dạng làm việc tại các cơ sở chăm sóc người già nói tiếng Anh nhiều hơn. Rồi những tình nguyện viên đến có thể nói bằng ngôn ngữ thích hợp, các thành viên trong gia đình hoặc cộng đồng, hoặc thành viên của nhà thờ đến thăm và mang theo thức ăn mà họ biết người đó sẽ thích thú, đưa họ đi thăm cộng đồng khắp nơi, hoặc tổ chức lễ lạc hoặc nghi lễ tôn giáo cho họ. Vẫn còn rất nhiều cách để chúng ta có thể hòa nhập và hỗ trợ cá nhân. Được biết, dự án mới của chăm sóc giảm nhẹ Victoria với chương trình quyết định đúng mực và tôn trọng đang cung cấp các nguồn lực dành riêng cho từng ngôn ngữ để bảo đảm rằng các thành viên trong gia đình và những người ra quyết định thay thế có thể tiếp cận thông tin và hỗ trợ để hỗ trợ họ với tư cách là người chăm sóc. Tập sách nhỏ này đang được dịch ra 10 ngôn ngữ khác nhau, bao gồm tiếng Hy Lạp, tiếng Quan Thoại, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ả Rập và tiếng Serbia, sẽ giúp họ có thể vận động tốt hơn thay mặt cho những người thân yêu của mình. Bà Tonina Luciado Mazzi, giám đốc gắn kết cộng đồng của tổ chức cho biết, điều quan trọng là các gia đình có thể đưa ra quyết định sáng suốt về việc chăm sóc người thân của họ. Hãy chắc chắn rằng chúng tôi phát triển các tài nguyên đã được cộng đồng thử nghiệm, được thiết kế cùng với cộng đồng, tất cả nhằm bảo đảm rằng mọi người có đủ thông tin, càng có nhiều thông tin càng tốt về các dịch vụ sẵn có và họ có thể đưa ra những lựa chọn sáng suốt về việc chăm sóc của mình trong suốt cuộc hành trình. Trong đó, bà Chris Pavlidis đã chăm sóc người mẹ 89 tuổi là Eftatia trong 8 năm sau khi bà được chẩn đoán mắc chứng mất trí nhớ do một loạt các cơn đột quỵ. Sau một số sự việc, bà Chris quyết định rằng mẹ bà cần được chăm sóc 24/7 tại một cơ sở chuyên biệt. Loạt tình tiết cuối cùng là tôi đang rời khỏi cửa trước nhà mình và tôi nghe thấy tiếng chuông báo khói.
Nó ồn ào đến mức tôi phải mở cửa lại khi nghĩ đó là chuông báo khói của mình. Tôi nhận ra, không, trời ơi, chắc chắn là mẹ tôi, nên tôi nói, chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôi đi đến cửa trước, và tôi có thể nhìn thấy khói chung quanh khu vực bếp. Vậy là bà ấy đang nấu ăn, có một ngọn lửa nhỏ. Thật may là bà đã không bị bỏng. Đó là lúc tôi nghĩ tôi không thể tiếp tục để việc này xảy ra lần nữa. Bà Pavlidis quyết định chuyển mẹ đến cơ sở chăm sóc người già dành riêng cho Hy Lạp. Bà nói, đối với mẹ bà, người đã di cư đến Úc khi bà còn nhỏ. Điều quan trọng là được tiếp xúc với văn hóa, ngôn ngữ và ẩm thực của tổ tiên. Ở một cơ sở đặc biệt của Hy Lạp, nơi họ phần lớn nói tiếng Hy Lạp, và thức ăn, 90% trong thực đơn là những món truyền thống của Hy Lạp. Họ sẽ đọc báo tiếng Hy Lạp đầu tiên vào buổi sáng, và sau đó mọi việc làm hầu như chỉ là bằng tiếng Hy Lạp. Nên điều đó rất quan trọng đối với chúng tôi, vì mẹ tôi đã tham gia rất nhiều câu lạc bộ xã hội dành riêng cho người Hy Lạp trước khi bà bị đột quỵ và suy giảm nhận thức. Ban đầu bà kêu lên, ồ, tất cả đều ở câu lạc bộ này trong mọi thời gian. Bà chưa biết, trong suốt thời gian người mẹ ở đó, bà sẽ là người ủng hộ nhất quán cho việc chăm sóc bà và cộng tác với các nhân viên để bảo đảm mẹ bà có chất lượng cuộc sống tốt nhất trong những năm cuối đời. Bà khuyên những người khác hãy gắn bó và học cách vận động tốt nhất cho những người thân yêu của họ. Điều quan trọng là những người vận động cho người được đưa vào cơ sở phải hết sức quan tâm, phải có đầy đủ thông tin để thay mặt cho người của họ. Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.